Vì thế cúng Phật rất trọng yếu. Cúng Phật là cầu học, cầu phước, cầu huệ. Thành Phật là phước huệ viên mãn. Phước huệ viên mãn thì quý vị mới có thể phổ độ chúng sanh. Có huệ chẳng có phước, chẳng thể độ chúng sanh. Có phước chẳng có huệ cũng không thể độ chúng sanh. Nhất định phải là phước huệ viên mãn. Chúng ta ở trong thế gian này hiểu chuyện này rất rõ ràng. Học Phật nhằm thành tựu chính mình. Thật sự nắm lấy thời gian, chẳng bỏ uổng ngày nào. 10 năm thành công, đúng như cổ nhân Trung Quốc đã nói, 10 năm quạnh quẻ thi đỗ thành danh. Người đọc sách trong thế gian tốn 10 năm để thành tựu, tu hành trong Phật Pháp cũng là 10 năm. 10 năm ấy căn sâu cội chắc, thành tựu giới định huệ của chính mình. Thưa cùng chư vị, giới là đức hạnh. Định là tam muội. Huệ là đại triệt đại ngộ. Minh tâm kiến tánh. Dẫu chưa thể đại triệt đại ngộ, 10 năm cũng chắc chắn là đại ngộ. Chẳng triệt ngộ thì cũng là đại ngộ. Vì thế, đối với những thứ chưa từng học nhưng hệ tiếp xúc bèn thông suốt. Thật sự dâng theo phương pháp này để tu hành, 10 năm chẳng thể nào không thành tựu. Nếu chẳng có thành tựu, chính quý vị hãy suy xét kỹ, quý vị đã dùng sai cái tâm. Trong 10 năm, tuy là thâm nhập một môn, quân tu lâu dài, nhưng công phu của quý vị nhất định có xen tạp. Tâm quý vị chẳng thanh tịnh, tâm quý vị bất bình đẳng, nên sự thành tựu của quý vị chẳng thù thắng. Nếu tâm địa thật sự giữ được thanh tịnh bình đẳng, thành tựu ấy là chân thật, thành tựu ý đáng để người khác tán thán. Hy vọng các đồng học thật sự có chí làm thánh, làm hiền, làm Bồ Tát, làm Phật. Hãy ghi nhớ, khéo học trong 10 năm sẽ thành công. Hiện thời có đĩa CD giúp đỡ quý vị, có chú giải giúp đỡ quý vị. Chứ nên hành quá nhiều, chỉ có thể hành một môn. Phải tin tưởng một kinh thông hết thảy các kinh đều thông. Nếu muốn thứ gì cũng đều hiểu, hãy bắt đầu từ một môn, đặt nền tảng vững vàng nơi một môn. Chứ nên học quá nhiều, học quá nhiều sẽ thành học tạp, tư tưởng rối bời. Quý vị chẳng thể đắc tam muội, không thể khai trí huệ. Tuân thủ giáo huấn của cổ nhân, quý vị sẽ thành công. Nếu quý vị cậy mình thông minh, 10 năm sẽ uổng phí. Thứ gì cũng đều chẳng đạt được.